Xin chào tất cả các bạn. Để có thể sinh tồn được ở trong rừng thì chúng ta cần có kỹ năng sinh tồn. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng mình có mặt ở đây để thực hiện thử thách kỹ năng sinh tồn. Trước mặt các bạn là ba đống củi. Và đây sẽ là thử thách đầu tiên, thử thách tạo lửa. Ai là người tạo ra lửa trước sẽ là người chiến thắng. Và người chiến thắng sẽ giành được một huy hiệu của gấu đỏ. Sau tất cả các phần thi, người nào giành được nhiều huy hiệu của gấu đỏ nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Đó là giải thưởng 10 triệu đồng. 1, 2, 3. Đây là ba dụng cụ đánh lửa anh đã chuẩn bị sẵn cho bọn em. Bây giờ bọn em sẽ bốc thăm đây này. Ba cái quả này là số anh hãy ghi số ở dưới. Ai bốc trúng số nào sẽ tương ứng với dụng cụ đánh lửa đấy. Đấy em bốc trước. Vita. Em là con gái. Ôi giời, chưa gì nó bốc rồi. Số 3. 1, 1, 1, 1. Số 1. Em số 2. Số 2. Số 3 của Hà Sang. Ôi cái này là em biết sử dụng này à. Cái này nó mới là khó này. Cái này cũng nào cũng khó đấy. Ra mà anh gấu đỏ cho cái bật nửa bật phát lên luôn. Làm cái này mệt hết cả người. Thế thì mới gọi là sinh tồn. Để xem Vita làm thế nào đây các bạn ơi. Đây bây giờ em cái tay trái cẩn thận vào văng vào người anh ấy. Anh ngồi gọn nào cẩn thận đấy. Ôi trời ơi. Thế này nó không biết làm rồi. Nó hơi trơn. Đây rồi. Anh à. Ôi các bạn ơi, nhìn này. Hà Sang đang đánh ra lửa luôn. Anh ơi, mới ra tia lửa thôi thế nhưng mà mãi nó không ra lửa anh ạ. Ui. Thiếu cái mồi. Mồi gì? Em phải đi tìm lá, em phải tìm lá khô. Đây, lá khô này đây đi đâu? Em sao bên này? Lá khô đây không đi tìm ra bên kia mất thời gian các bạn ạ. Mày đang làm gì ấy coi? Rồi. Thì anh bảo đây là cái vòng tay tạo lửa mà. Em mãi từ nãy giờ vẫn chưa thấy lửa đâu anh ạ. Từ từ mà tìm cách tạo ra lửa em ạ. Tìm cách. Đây là cái cách gì khác này. Em thử mài vào quần xem. Có khi quần dễ cháy anh. Cẩn thận cháy quần. Ấy ui nóng quá. Vẫn không được. Ui, em biết rồi. Đây. Bắt trước Vita, cho cái que vào bắt đầu ngoánh. Cái này thì em đến mai em không ra lửa coi. Anh ơi. Em biết rồi, ở đây là có cái dụng cụ đánh lửa. Bắt đầu biết ra rồi đấy các bạn ạ. Đây là đá lửa đúng không? Ui dồi ôi. Ui dồi. Ở đây có một cái tờ giấy này, một mặt thì nó bạc rồi, một mặt này mình vẫn dùng được này. Mình lấy thêm ít lá. Ui. Mỏi hết cả tay ấy, trong khi đấy chờ lại còn nắng nóng nữa chứ. Ui, khát nước mệt. Wow. Ui, chưa côn à. Ui. Ôi không ngờ là có tốt với mình như thế. Thế mà từ suốt này này mình cứ tưởng. Nãy tớ tuột dây giày, giờ tớ buộc xong rồi. Tớ xin nhé. Hà Sam, em yên tâm đi. Nếu mà em chiến thắng ở vòng thi này, anh sẽ tặng riêng em chiếc cun hộp và chiếc cun chai. Vừa có sữa để uống, lại vừa có thể sưu tầm thẻ để đổi bảo bối cun. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 đến 31 tháng 12 năm 2023 cơ. Em tha hồ mà sưu tầm. Em cảm ơn anh nha. 30 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa ai tạo được lửa các bạn ơi. Và Vita thì có vẻ đang rất là nhuần nhuyễn với lại cách tạo lửa này rồi các bạn ạ. Em đang cố gắng để tạo ra lửa anh ạ. Úi trời ơi, nhìn này. Bạn ơi, hạt Vita này, úi trời ơi. Cố gắng có công mài sắc phải có ngày lên kim chứ anh. Nên là phải cố gắng. Đúng rồi, biết đâu sau này có lạc rừng thật thì mình còn có cách để mà sinh tồn đúng không? Đúng rồi anh. Anh thấy đây là kiểu tạo lửa thô sơ nhất nhưng mà hiệu quả thì nhưng cũng... Hiệu quả thì chưa biết được. Còn Hà Sam. Úi dồi ôi. Hà Sam được ưu thế hơn hai bạn kia là có sẵn cái đánh lửa này rồi các bạn ạ. Ôi dồi ôi, nhưng mà em lại là con gái anh ạ. Em làm xong một lúc ấy mà tay em nó cứng đơ luôn ấy. Mà vẫn chưa ra lửa. Úi dồi ôi, còn đang làm gì đây các bạn ơi? Lấy ít mùn của đá lửa đánh cho nó dễ. Đúng anh rồi, ạ. Còn bây giờ đang lấy đá lửa rồi bắt đầu. Đó. Wow! Thôi. Hà Sam thắng rồi các bạn ơi, Hà Sam tạo ra lửa rồi. Wow! Đấy, yeah. Đây này, con gái này các bạn ơi. Đây
yếu, chân mềm, cuối cùng chiến thắng hai người con trai. Chúc mừng em đã chiến thắng ở thử thách đầu tiên, tặng em một cái huy hiệu. Yeah, đây, cứ phải là Spider-Man các bạn ạ. Rắn ngược à? No. Đây đòi dán huy hiệu. Đây. Trên tay anh là ba chai nước rất là bẩn. Hà Sao một chai. Em xin. Bita một chai. Cô một chai. Nhiệm vụ của bọn em là bây giờ lọc nước bẩn thành nước sạch từ các vật dụng có sẵn ở bên dưới này. Cát là miễn phí, sỏi là miễn phí, than là miễn phí. Còn các vật dụng này bọn em sẽ hoàn tù tì. Nhất sẽ được chọn 3 món, nhì chọn 2 món và bét chọn 1 món. Ôi giời ơi. Hôm nay em mặc áo đỏ thế này là đúng chuẩn bài rồi. Tì ơi, gặp em. Em là em thua. Rồi, bạn tôi đi đi. 1, 2, 3. Pita là người nhất. Pita chọn 3 món đi em. Em chọn cái chay. Chay, 1 rồi. Em chọn cái này tiếp. Ôi, cái này nhiều giấy. Nhiều giấy để lau mồm à? Để lau mồm. Ăn, không không. Em chọn thêm cái gạc tiệt trùng. Ơi, ba món. Chắc là tiệt trùng là tiệt được cả tiệt trùng nước. Đúng rồi, Hà Sao mới có. 1, 2, 3. Rồi sẽ được chọn 2 món. Cốc giấy này anh này. Cốc giấy với ống hút. Và bông. À, chọn tất cho này, còn Hà Sao. Ôi trời ơi. Này, nếu mà em chọn cái chai này chẳng lẽ đổ nước bẩn từ cái này ra cái này à? Thôi rồi. Em chọn khăn đi anh ơi, khăn đau mồm. Chọn hết số khăn này các bạn nhé. Còn cát với lại sỏi với lại than các em tự lấy. Bita, sao em cái chai đang lành em lại cắt đôi ra làm gì hả Bita? Em cắt ra để em lọc cái chai nước bẩn này thành chai nước trong trong chia khiết anh ạ. À. Trong khiết là trong veo. Trong veo. Để uống. Rồi để cho Bita làm như thế nào đây các bạn ơi. Các bạn nhỏ nhà là không nên tự ý nghịch dao hoặc cái đồ sắc nhọn đâu, rất là nguy hiểm ấy. Vừa cái vòng thi nãy ấy, thì mình số đỏ, mà ngay vòng thi sau mình lại số đen luôn được các bạn ạ. Eo ơi, có mấy cái dụng cụ lọc nước ấy rõ là hay, thế cò mới lại bị tà lấy mất. Mình chỉ được vài cái khăn xô thôi các bạn ơi, nhưng mà không sao hết. Đây, mình sinh tồn cũng khá nhiều rồi, nên là mình cũng có nhiều kinh nghiệm rồi các bạn ơi. Mình sẽ làm thật nhiều lớp khăn xô nó chồng lên nhau như thế này các bạn ơi. Rồi mỗi lớp khăn xô mình sẽ cho lớp than này, lớp cát này, rồi lớp sỏi này đấy, rồi lọc nước đấy, nó chảy dần xuống đây. Với những cái cốc nhựa và ống hút như thế này, mình sẽ nối chúng lại với nhau thành một dây chuyền lọc nước sạch. Đầu tiên là mình phải đục lỗ trước đã, sau đó cắm ống hút vào đây. Đẹp chưa anh, đẹp chưa anh? Ấy, đẹp rồi. Em lấy cát. Bây giờ cho cát với lại cho sỏi vào luôn à? Ôi, quên, ui. Làm gì nữa? Bây giờ em phải cho cái băng gạt vào ấy, đây ở cái chỗ này đó. Đây, à, kiểu này. Này, xong lắp cái nắp chai này lên. Lắp cái nắp chai lên. Rồi. Cái nắp chai đã đục lỗ đúng không? Đúng rồi, đục lỗ rồi anh ạ. Ui, ui, chặt thế. Xong em cho cái giấy ăn. Rồi. Một lớp giấy ăn xuống dưới này. Thì ta cho một lớp giấy ăn xuống dưới. Đấy. Đấy, bây giờ em để lên đây. Giờ em ra lấy cát. Đấy, xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy keo nến để dán lại. Thế là xong. Bita cho một lớp cát lên. Rồi. Tiếp theo là cho cái gì Bita? Than. Than này là than rất sạch ấy Bita. Ui, đầy luôn. Đầy luôn. Rồi, làm gì nữa? Cho sỏi anh ạ. Sỏi. Lần đầu tiên nhìn thấy cái máy lọc nước như này các bạn ơi. Để xem là tí nữa Bita có lọc được không nhá. Em làm cái mạng nhện gì đây? Đây là anh ơi, đây là thiết kế vĩ đại anh ạ. Đây anh nhìn nhá. Bây giờ em sẽ lấy cái lớp cát này. Rồi. Em đổ vào tầng cuối cùng. Anh chưa thấy cái máy lọc nước nào mà nó lằng nhằng nhiều dây như thế này là sao? Anh ơi, nó xịn sò, nó đơn giản mà anh. Đây đây, hết cái lớp này thì em sẽ lấy cái lớp than. Nhưng mà than là em phải đập ra đã. Đập than nhỏ ra. Đúng rồi. Tại vì than và cát này lọc nước rất là tốt đúng không? Đúng rồi. Ấy ạ, ấy, ủa, than này hơi cứng. Lớp trên cùng là em sẽ cho những cái sỏi này anh ơi. Nhưng mà sỏi này hơi nặng nên là dây là buộc là phải hết sức chắc chắn anh ạ. Tí nữa liệu có cái nào đổ nước vào đây nhưng mà nó không chảy xuống tầng dưới này mà nó lại chảy ra ngoài này không các bạn? Sỏi, than, cát, bông.
Thế là hoàn thành một dây chuyền sản xuất. Đây này, mình sẽ cho đầy một cốc sỏi nha. Ai da, của Hà Sam thì chẳng chịt, của Bita thì đơn giản quá, của cò thì rất là hiện đại hiện luôn đại các đúng bạn ơi. Nhìn rất xịn trò luôn. Máy lọc nước của Bita, máy lọc nước của cò, còn bên kia, tít bên kia các bạn ơi là máy lọc nước của Hà Sam. Nhưng mà trước khi đổ nước vào để xem máy lọc nước là hoạt động tốt nhất thì mình có một món quà nhỏ tặng cho các bạn. Wow. Để em bốc trước. Bạn nhận được 24 thẻ quà cool. 24 thẻ quà cool, em sẽ đổi lấy bảo bối, bảo bình cool vô cực. Bình này mang đi học, mang đi chơi thì tiện lắm, lại còn đẹp nữa. Quá đẹp quá, quá đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Hả? Làm lô à? Bạn nhận được áo giáp cool siêu phẩm và giấy sắt cool thiên biến vạn hóa. Hai món này tích lũy 36 thẻ quà cun mới đổi được nè. Mà nay mình bốc thăm với chúng luôn này các bạn ơi. Số mình may quá. Áo rất là đẹp và tiện lợi, vì có túi ở đằng sau có thể gấp gọn lại mang đi khắp nơi. Giấy xếp thì có thể gấp thành mọi thứ mình thích. Hai cái người này làm lố không ạ? Có bốc của em mới coi. Bạn nhận được một thẻ đặc biệt đổi lấy một đồng hồ cun vạn năng. Thế là ước mơ của em trở thành hiện thực rồi anh ơi. Ôi dồi, hay là em đang mơ anh nhỉ? Anh tát cho em cái xem nào. Này, nhẹ thế tát mẹ kia xem nào. Đau 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 đau. Thế là thật anh ạ. Ôi dồi, thật thật. Cái đồng hồ này xịn anh nhỉ. Vừa có thể nghe nhạc này, chụp ảnh này, gọi điện này, rồi còn định vị được nữa. Ui giời. Lát nữa thi xong đi đổi luôn đi nhá cò nhá. Cả ba em đều có quà rồi. Thế thì bây giờ anh em mình cùng kiểm tra máy lọc nước của Bita. Đây máy lọc nước của Bita này, trên này là đá này, tiếp theo là than. Và cát. Rồi đến là một lớp giấy này, rồi sau đó là băng gạc ở dưới đúng không? Chai nước bùn các bạn nha, rất là bẩn luôn. Ui. Ôi, như này nó chảy xuống này, nó chảy xuống này. Ui. Lại còn bốc khói nữa anh ạ. Ui. Ôi, chảy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Anh nhìn này, ở trên nước này đục này. Mà ở đây nước nó trắng hơn hẳn luôn này. Ôi, rất là trắng rồi các bạn ơi, nhìn này. Ui, khả năng là máy của Bita hoạt động rất là tốt các bạn ạ, nhìn này. Chảy. Nhưng mà chảy hơi ít hay là nó bị tắc thế nào ạ? Không, nó phải lọc từ từ. Lọc từ từ, đang từng giọt một các bạn ạ, từng giọt một. Thế thì nó mới trong được. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra máy của co. Kiểu là đón tàu ấy. Ôi, máy của Bita. Ôi, 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 em nghĩ đây là một âm mưu gì đó. Âm mưu gì đấy, chắc co không muốn cho em nhất đi mà. Nào, bây giờ bắt đầu em sẽ đổ nước vào đây. Đổ vào đây, rồi, đây là cốc sỏi đầu tiên. Đầy vào nha, đầy vào nha. Rồi, bắt đầu là anh nhìn nó chảy đây, chảy luôn này. Chảy rồi, anh nhìn thấy nó chảy. Chảy nước vào đi, đổ nước vào đi. Đây là chưa thấy chảy các bạn ạ. Rồi, bắt đầu chảy rồi. Ui. Ui thôi, anh thấy cát chảy qua đây rất là nhiều luôn. Chắc phải rất nhiều đấy các bạn ạ. Chưa thấy nước chảy ra các bạn ơi. Liệu máy của cò có hoạt động được không các bạn? Chờ xem nào. Chưa thấy nước chảy ra này các bạn ơi. Ui, chắc phải đầy hết mấy bình nước này các bạn. Rồi, nó chảy dần dần. Ôi, luôn cát này luôn này. Ôi, sủi bọt luôn. Ôi, anh ơi, có giọt nước ngoài này. Ôi, chảy rồi anh ơi, chảy ơi. Anh nhìn thấy chưa? Đây. Ôi giời trời ơi, trông lắm anh ơi. Bây giờ dài cổ mới được một giọt nước các bạn ạ. Anh ơi mà tại sao ấy mà nó cứ kiểu như nó cứ đùn ra một ít nhỉ? Xong rồi nó lại im đấy lại đấy. Đấy, chảy rất là lâu luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn máy của cò này. Một phút mới được một giọt nước. Đấy. Được rồi, thôi cứ để đây để cho đợi thôi các bạn ơi. Đây, còn giữ nha. Bây giờ ấy là ấy, theo chân cái máy của em. Công trình của Hà Sam. Sỏi, than và cát bên dưới này là cò đang hứng nước các bạn. Rồi Hà Sam đổ đây, đổ đi. Ui chảy luôn. Chảy luôn này. Ui giời bắn quá. Ui chảy to. Có để dịch xuống coi, để xem nào, có nhìn thấy nước không? Ui giời ơi. Ui giời ơi. Anh ơi, lọc ở dưới rồi anh ơi, anh nhìn xem. Đâu. Ui giời bắn tụt. Đây rồi anh ơi. Có nước chảy rồi. Nước chảy rồi. Ôi nhưng mà đục lắm. Ôi trời ơi, nước này làm sao nó đục lắm. Ôi, nước ôi, chảy âm mông thế này đi. Vô lý nhỉ, theo cái nguyên lý hoạt động của em ấy là nó đã lọc qua. Công trình Bita
Lọc xong đục thêm các bạn ạ. Tại vì cái khăn này là nó bị thưa quá nên là cát ở trên nó cũng rơi xuống lẫn. Thế nên nó còn đục hơn các bạn ơi. Bây giờ là lúc kiểm tra xem nước của ai sạch nhất. Đây là cái máy của Bita đã sửa lại đúng không? Đúng rồi. Bây giờ em đổ ra xem nào. Bên trong còn nước này các bạn ạ. Ui, đây này. Các bạn này nhìn nước của Bita chảy này rất là mạnh luôn và cũng rất là trong. Đổ ra cốc đi Bita. Ai. Cũng là trong đấy. Quả Sam đâu? Quả Sam vỡ. Em đây. Em tận dụng những cái giọt nước cuối cùng anh ạ. Rồi, đây đây xong rồi. Cả ba để đây đây xem nào. Đây là của cò này. Em, của Vita đặt đây. Đây đặt giữa. Wow. Trong nhất là của cò. Sau đó đến Vita. Quả Sam biết. Đây này. Của nước của cò rất là trong luôn các bạn ơi. Lọc rất là sạch, không có cái cặn bẩn gì các bạn ạ. Nhìn này. Có thể uống được luôn đấy. Còn của đây là Vita này vẫn hơi hình như vẫn có váng than thì vẫn hơi bẩn. Đây này, ở dưới còn có cặn bẩn này. Nói chung là của Vita là cũng khá là sạch. Còn của Hà Sam thì không thể dùng được cái nước này các bạn nhá. Nước này thì thua cuộc rồi. Tặng em huy ạ. Thử thách tiếp theo, dựng lều. Đi sinh tồn thì không thể không dựng lều đúng không các em? Đúng rồi. Ở đây thì anh đã chuẩn bị rất nhiều bìa cắt tông. Và bây giờ mỗi người sẽ hai tấm bìa cắt tông này và dựng lều. Các phiếu tăm, ai bốc trúng phiếu tăm nào sẽ dựng lều theo phiếu tăm đó các bạn nhá. Dựng lều theo hình đó đúng rồi. Ở đây có hình tròn, vuông và tam giác. Đi em bốc. Ôi rồi anh ơi, ôi tròn như quả trứng gà. Ôi rồi. Em hình tam giác anh ơi. Tròn, tam giác. Em hình vuông anh ạ. Cò là hình vuông các bạn nhá. Rồi các em lấy bìa cắt tông thì mỗi người hai tờ. Hai cái. Đưa đây một tờ đây, đây, đây. Tham quá. Đây, cò của em. Em xin. Ở lượt chơi đầu tiên ấy, mình đã giành được một cái huy hiệu rồi. Lần này mình phải cố giành thêm được một cái huy hiệu nữa thì mình mới là người chiến thắng cuối cùng. Mình chưa nhận được huy hiệu nào. Vòng này mình sẽ cố thắng để nhận được huy hiệu cho bằng Hà Sam với cò để còn chia ba phần thưởng chứ. Dựng một cái lều hình vuông thì quá đơn giản các bạn ạ. Đấy, như thế là thành hình vuông rồi. Nhưng mà như thế này thì đơn giản quá, chỉ có viết thôi. Mình phải làm một cái gì đấy thật là đặc biệt cho nó đẹp hơn thì mới giành được huy hiệu được. Đúng rồi, một cái mái giống y hệt một cái mái nhà. Hai cái khung hình tròn này các bạn ơi. Đây, tròn xoe luôn. Mình sẽ làm khung như thế này. Sau đó là mình sẽ buộc mấy cái thanh này để giữ làm khung các bạn ạ. Ôi trời ơi, hình tròn này tuy là hơi khó hơn một chút, thế nhưng mà đổi lại là sao? Nó độc, nó lạ và nó đẹp. Đảm bảo là mình sẽ chiến thắng vòng thi này. Ây da, Vita làm lều chữ A các bạn ơi. À, lều tam giác. Hình tam giác anh ạ. Lều của Vita. Đây, em cũng buộc cái này vào. Đây, được rồi. Rồi, để xem Vita làm gì tiếp theo. Ui, cái này lại dựng lên đây. Rồi. Xịt cầu ghế. Ây, các bạn ơi, nhìn ạ. Ai cẩn thận. Nhẹ nhàng. Rồi, đây là cái lều của Vita các bạn ơi. Ok. Đây là cái lều của Vita. Tại sao nó hở như thế này hả Vita? Em phải làm kín vào mới mong có cơ hội thắng. Tại vì anh thấy Hà Sam mới lại cò làm lều đẹp lắm. Đây là công trình của cò các bạn ơi. Wow, cò đang làm một cái lều hình vuông này. Đẹp không anh? Nhìn sơ qua thì thấy khá là đẹp rồi cò ạ. Ở bên trên cò đang dán cái gì đây? Em đang chuẩn bị làm hoàn thiện nốt chiếc mái anh ạ. Cò đang làm mái của cho cái lều của cò. Úi ôi, cái mái thì sao nó bé tẹo 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 này hả cò? Chưa xong đâu anh, tí còn bao phủ kín hết cả cái lều này chứ. Sắp hết thời gian rồi đấy, em mà không nhanh là thua đấy. Em đã làm xong cái khung rồi anh ơi, bây giờ là em đang là uốn vòng quanh anh ạ. Để xem cái khung của Hà Sam như nào các bạn ơi. Ây chà chà, cái khung của Hà Sam đúng một cái khung hình tròn luôn này. Nhưng mà hình tròn này hơi méo. Bìa cắt tông này là nó mặt phẳng anh ơi, nên là bây giờ em phải uốn cái bìa cắt tông này để cho nó cong, để nó có thể là uốn như tròn dễ dàng đúng không? Thành đường cong anh ạ. 30 phút đã trôi qua rồi và bây giờ đến lúc mình sẽ ra chấm điểm các bài của các thí sinh các bạn nha. Và lều đầu tiên là của Vita. Lều của Vita là một hình tam giác. Đúng hình tam giác luôn các bạn ơi. Rồi, đúng hình tam giác luôn anh ơi. Ở bên trên này thì còn có cả một bó hoa đúng trang trí rất là lãng mạn các bạn ạ. Ngay. Bây giờ anh chỉ chui vào xem. Ây chà. Ui ôi. Ui, chắc chắn rồi anh. Ây chà. Xịn
trò lắm các bạn ơi. Ê, em còn... thấy hơi chật anh ạ. Hơi không chật cửa được. Chỗ này còn có cả chỗ ngồi này. Nói chung là em nào này quá đẳng cấp, quá đẹp. Rồi một công trình vĩ đại anh ạ. Có thấy lều của cò có đẹp không? Ui rồi quá đẹp anh ơi. Lều của đây này, cò. Để em giới thiệu bạn đâu. Trên là mái này, rồi dưới này. Cửa cửa đâu? Cửa đâu? Đây cửa đây. À đây cửa. Ui trời. Mời anh vào. Lều của cò mang hình dáng là hình vuông, nhưng mà cò như làm hình chữ nhật thì sao ấy. Nhưng mà ở trên là lấy lá cây hơi nhiều để lập vào đây. Xem mà có chắc chắn không? Ui trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Mày là dùng lá xả thôi! Kiểm tra là mày như thế rồi chui vào! Không, không, không có! Lót, lót để ngồi! Ôi anh ơi, anh ơi! Anh ngồi cái tư thế này đúng không? Nhìn ở bên trong là cứ vẹo vẹo thế nào ấy. Đâu em xem nào. Ôi giời ơi, anh ơi, bắt hỏi anh ạ. Phải để cho nó thoáng anh thử ra lại nhìn xem nào. Ôi giời ơi, ngồi một lúc thì cũng hơi ngạt. Ôi nóng vào. Ôi giời ơi, không mạnh thế. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, lèo thèo. Thôi, sao là Hà Sam. Hơi bị quạt đèo. Đây chính là lều hình tròn của Hà Sam. Đây là hình tròn à? Hà Sam ơi đúng không? Đây là hình tròn méo các bạn. Anh ơi, anh ơi. Hình tròn thế nhưng mà đây là tại vì cái que này nó cứng quá. Uốn này nó hơi bị khó khăn nên là nó mới hơi bị méo méo một tí thôi. Anh ơi. Cẩn thận cái đổ anh nhá. Cái lăn nóng lóc ấy anh ơi. Ôi 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 sắp leo sắp leo sắp leo. Ôi trời ơi đổ leo rồi. Trời ơi các bạn ơi. Lèo gì? Lèo quá Hà Sam. Thôi đổ rồi. Ôi trời ơi lèo các bạn ơi. Ra nhanh không sập. Lèo của cò nhìn rung rinh như thế nhưng mà mình du nó vẫn chưa đổ. Lèo Hà Sam bỏ tay ra Hà Sam cho em đừng giữ nữa. Đấy các bạn ơi nhìn này. Ôi giời ơi. Lèo này được loại. Loại được loại. Được loại luôn đấy các bạn ơi sợ. Lèo này của cò loại. Ôi ôi ôi. Lèo này của Bita chắc chắn. Chắc chắn đẹp. Tặng Bita một thuy hiệu luôn. Đâu? Ôi trời ơi, đây rồi. Hóa ra là huy hiệu rơi ở trong cái lều này các bạn ạ. Huy hiệu con bạch tuộc, Bita. Ui, này huy hiệu của mày này, anh tìm mày mãi. Em xin. Đẹp không? Đẹp mình. Bita, em xem phim Đại Chiến Bảo Bối Cun Siêu Phàm chưa? Trong phim Bảo Bối Bảo Bình Cun Vô Cực của em có thể chứa nước vô tận và còn lọc được nước sạch đấy. Em xem rồi anh ơi. Con áo của em ấy có thể phồng lên trở thành áo phao bảo vệ người mặc, phản hồi các đòn tấn công vật lý đúng không? Thua em tất, đồng hồ của em có thể ngưng động thời gian. Ngưng động Bita. Chuyện gì này nhỉ? Cong tay ạ. Ôi ôi, nhưng ra bên cạnh ạ. Bắt rồi. Công mông. Rồi em với Bita cứ ở đây mà ngưng động đi nha. Anh về trước, trời tối rồi anh về đây. Trời ơi. Các bạn ơi, vậy là ngày hôm nay chúng mình đã thực hiện các thử thách sinh tồn và vẫn chưa tìm được ra người chiến thắng. Hẹn các bạn một ngày gần nhất mình sẽ làm phần 2 các bạn nha. Và các bạn ở nhà đừng quên sưu tầm thẻ để đổi các bảo bối của Cun, rất là hấp dẫn luôn. Còn bây giờ trời tối rồi, mình về đây. Anh đâu